Kính thưa anh chị em, nếu một năm có 53 ngày Chúa Nhật, thì chúng ta thấy 52 Chúa Nhật phụng vụ nói với chúng ta về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Và chỉ có một Chúa Nhật duy nhất là Chúa Nhật hôm nay phụng vụ lại nói với chúng ta về chính bản chất của Thiên Chúa. Nói một cách khác, 52 Chúa Nhật chúng ta đi tìm hiểu xem Chúa làm những điều gì đối với chúng ta, và chúng ta tìm thấy câu trả lời: Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa cứu độ, Đức Giêsu chữa lành con người, Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều nuôi muôn dân, Đức Giêsu đến để đem cho con người ánh sáng, hòa bình, hòa giải, sự chữa lành và những điều kỳ diệu khác. Vậy Chúa Nhật hôm nay chúng ta dừng lại một chút để suy tư về Chúa Ba Ngôi là một đề tài hoàn toàn khác biệt. Khi tìm hiểu xem những gì Thiên Chúa đã làm cho con người, chúng ta trả lời đâu là những việc Chúa làm cho chúng ta. Khi tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi, chúng ta đi tìm ra câu hỏi: Chúa là ai đối với chúng ta? Thiên Chúa là ai và bản tính của người là như thế nào? Suy tư về Chúa Ba Ngôi là một vấn đề hoàn toàn huyền nhiệm, thuộc lĩnh vực trừu tượng và siêu hình. Vì thế mà chúng ta không thể nào lý luận, phân tích, tìm hiểu, minh chứng giống như chúng ta lý luận, phân tích, tìm hiểu và minh chứng trong thế giới con người, thế giới vật chất của chúng ta. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, xung quanh chúng ta có biết bao điều mà chúng ta cũng không thể lý giải nổi trong lĩnh vực hóa học, vật lý, thiên văn và chính trong lĩnh vực con người của chúng ta. Dù người ta có tìm ra những định lý đi nữa thì chúng ta cũng không, người ta không thể trả lời cho câu hỏi tại sao lại có những nguyên tắc, những phản ứng như vậy. Chính vì thế, tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi là một việc vượt qua tầm trí hiểu biết của con người. Tuy vậy, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy cao vời trừu tượng nhưng lại gần gũi đối với con người và trở nên căn bản nền tảng đối với đời sống đức tin của chúng ta. Một nhà thần học đã tìm cách để lý giải cách nghĩa Chúa Ba Ngôi như thế này, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa Cha giống như mặt trời, Chúa Con giống như tia nắng của mặt trời, Chúa Thánh Thần giống như là sức nóng của mặt trời. Mặt trời, tia sáng và sức nóng đều là một, nhưng mà lại cũng khác nhau. Chúa Cha giống như mặt trời, con người chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời. Khi chúng ta đưa mắt lên nhìn vào lúc giữa trưa hay lúc mặt trời mọc, con mắt chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời, bởi vì chúng ta không thể chịu nổi cái tia nắng quá chói chang. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy những tia nắng của mặt trời chiếu rọi trên vạn vật muôn loài và trên chính con người chúng ta. Chúng ta cũng không nhìn thấy cái sức nóng nhiệt độ của mặt trời, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được tác động do nhiệt độ ấy gây nên. Chính vì thế mà hình ảnh mặt trời, tia nắng và nhiệt độ cao đã có phần nào diễn tả cho chúng ta hiểu về Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha không phải là Chúa Con, Chúa Con không phải là Chúa Cha, Chúa Cha Chúa Con không phải là Chúa Thánh Thần. Mặt trời không phải là tia nắng không phải là nhiệt độ, nhưng mặt trời, tia nắng và nhiệt độ có những điểm chung và có những điểm khác biệt. Mặc dù dùng hình ảnh ấy để so sánh tìm hiểu Chúa Ba Ngôi, nhưng mà con người chúng ta cũng đứng trước một huyền nhiệm không thể hiểu nổi. Chính vì thế mà giáo lý của giáo hội dạy chúng ta Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng lại rất gần gũi đối với chúng ta. Tại sao mà lại gần gũi với đời sống Kitô hữu? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đang hiện diện trong nhà thờ này, trừ những người chưa được lĩnh nhận bí tích rửa tội. Nếu chúng ta đã lĩnh nhận bí tích rửa tội thì đều chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Matthêu chương 28 câu 19.
Chúa Giêsu nói với các tông đồ: anh em hãy đi khắp muôn dân, quy tụ họ lại, giảng dạy cho họ hiểu biết chân lý và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi người của chúng ta được sinh ra qua bí tích rửa tội là nhân danh Chúa Ba Ngôi. Giáo lý của giáo hội dạy chúng ta mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và là lý tưởng của đời sống Kitô hữu. Nói đến nguồn mạch tức là nói đến nơi mà chúng ta xuất phát ra. Nói đến lý tưởng là nói đến tương lai chúng ta đang nhắm tới và là đích điểm chúng ta cố gắng để đạt tới. Vì thế mà người tín hữu Công giáo được sinh ra nhân danh Chúa Ba Ngôi và lý tưởng tương lai của họ là gì? Đó là họ được kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong hạnh phúc viên mãn tròn đầy mà chúng ta cũng gọi bằng một tên gọi khác, đó là hạnh phúc vĩnh cửu hay là hạnh phúc thiên đàng. Chính vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm Chúa Trời Ba Ngôi vừa siêu hình, vừa trừu tượng, vừa huyền nhiệm nhưng lại gắn liền với cuộc sống chúng ta. Hãy trở về với nghi thức làm dấu thánh giá rất là đơn giản nhưng mà chất chứa bao nhiêu ý nghĩa thật sâu sắc tuyệt vời. Dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần chúng ta làm trên thân mình chúng ta khi ngủ dậy, khi đi ngủ, khi làm việc, khi ra khỏi nhà, khi bắt đầu lái xe, khi dùng bữa, khi gặp những điều hoảng sợ, lo lắng, băn khoăn trong cuộc đời. Trước hết, dấu thánh giá là lời tuyên xưng đức tin, là dấu của người có đạo, thưa quý ông bà và anh chị em. Dấu thánh giá là lời tuyên xưng đức tin, chúng ta tin vào Chúa Ba Ngôi, là một cách thu gọn của kinh tin kính. Bởi vì kinh tin kính chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tin vào giáo hội và những chân lý căn bản mà giáo hội dạy tin. Nhưng điều cốt lõi nhất đó chính là Chúa Ba Ngôi. Cho nên làm dấu thánh giá trước hết là lời tuyên xưng đức tin. Đồng thời làm dấu thánh giá cũng muốn nói lên niềm xác tín của chúng ta vào Chúa. Khi chúng ta là những người tín hữu, những người tin vào Chúa, chúng ta tin rằng làm dấu thánh giá để xin Chúa soi sáng cho chúng ta, làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta của ăn trước khi chúng ta dùng bữa, làm dấu thánh giá để xin Chúa đầu ngày mới xin Chúa ban cho chúng ta một ngày bình an, làm dấu thánh giá vào khi hoàng hôn buông xuống là chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một ngày tốt lành. Vì thế mà làm dấu thánh giá cũng là niềm xác tín của mỗi chúng ta cậy trông vào Thiên Chúa là đấng làm cho chúng ta những điều tốt lành. Làm dấu thánh giá còn là một ước nguyện để mỗi người chúng ta sống với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta không còn phải nhân danh cá nhân mình nữa, nhưng chúng ta nhân danh Chúa Ba Ngôi, làm điều gì chúng ta cũng nhân danh Chúa Ba Ngôi. Như thế, những hành động của chúng ta sẽ là những hành động đẹp và những lời nói của chúng ta sẽ là những lời nói đẹp để gây dựng sự thân thiện và mang tính chất xây dựng trong cuộc đời, làm cho mọi người được nối kết với nhau trong tình huynh đệ thân thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nghi thức làm dấu thánh giá đơn sơ là thế mà hàm chứa biết bao ý nghĩa thật là tốt đẹp. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta tôn vinh danh Chúa. Nội dung các bài đọc đều nói với chúng ta về Chúa Cha, về Chúa Con, về Chúa Thánh Thần. Xin nhắc lại, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vừa là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu, vừa là lý tưởng mà chúng ta đang đạt tới mỗi ngày. Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Cha giàu lòng thương xót, Chúa Con cứu độ trần gian, Chúa Thánh Thần thánh hóa con người, như hơi thở liên kết mọi người với nhau để rồi giúp cho con người được thăng hoa, thăng tiến và trở nên thánh thiện. Như thế mầu nhiệm Ba Ngôi không xa vời đối với người Kitô hữu chúng ta, bởi vì khi chúng ta sống thánh thiện là chúng ta làm cho hình ảnh Chúa Ba Ngôi rõ nét thể hiện tỏa sáng nơi cuộc đời của chúng ta. Amen.